Dù đã khơm ao, Vũ Cát Tường vẫn khó đối mặt với phụ huynh. Gặp mặt ba vẫn hỏi khi nào lấy chồng, chưa bao giờ quan tâm cảm xúc. Đối diện với ba quá khó. Về thăm ba thì ba vẫn hỏi con là khi nào con lấy chồng. Ba chưa bao giờ quan tâm cái cảm xúc của mình hết. Vì chỉ có là mẹ của Tường rất là thương Tường. Trời, tự nhiên khóc, tự nhiên thấy mê đê ghê. Câu chuyện Vũ Cát Tường khơm ao trước tuổi 30 được khán giả dành nhiều sự quan tâm, ủng hộ. Giọng ca vết mưa khiến khán giả xúc động khi chưa đủ can đảm chia sẻ nỗi niềm của mình với ba ruột. Ba ruột giọng ca sinh năm 1992 vẫn chưa biết chuyện của con. Ba của Tường cũng chưa biết. Nếu ba nghe con đang nói thì đây là cách mà con muốn nói với ba. Vì đối diện với ba quá khó. Ba là một nhà giáo vào cách đây 2 năm. Ba vẫn hỏi con hai câu hỏi. Khi nào con lấy bằng tiến sĩ của kỹ thuật y sinh và bao giờ con lấy chồng? 2 năm trước, nghĩa là Tường 28 tuổi, Phong hoạt động nghệ thuật 8 năm, nên khi ba hỏi Tường hai câu đó thì Tường biết ba không hiểu gì về mình cả. Ba chưa bao giờ quan tâm tới cảm xúc của mình hết. Phụ Cát Tường lặng một hồi lâu khi chia sẻ về phụ huynh. Sau khi chia sẻ câu chuyện của bản thân, Phụ Cát Tường rất hạnh phúc khi mình nhận được nhiều sự ủng hộ của khán giả. Thế nhưng, nhân vật chính cũng rất khó khăn khi có được sự đồng tình của gia đình. Phụ Cát Tường lớn lên trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại An Giang. Sự nam tính của thí sinh giọng hát Việt một phần xuất phát từ tuổi thơ không trọn vẹn. Học trò Đàm Vĩnh Hưng không được nhận nhiều tình thương của ba khi phụ huynh ly hôn từ sớm. Chú Hít Đông sống cùng với mẹ và hai em, làm trụ cột gia đình. Giọng ca có người bộc bạch, mình từng nhiều lần bị tổn thương trong tình yêu, bị bỏ rơi chỉ vì không phải là nam. Phụ Cát Tường may mắn khi được mẹ ủng hộ tâm lý. Tường ít nói chuyện, tâm sự với mẹ, nhưng Tường biết mẹ dành cho mình một tình yêu vô điều kiện. Mẹ vô tư lắm, khi ai đó mà hỏi về xu hướng tình dục của mình thì mẹ chỉ nói như nào miệng nó hạnh phúc là được. Mẹ luôn bảo vệ Tường, nhạc sĩ tiếp tục tâm sự. Đến thời điểm hiện tại, mọi người dần cởi mở hơn khi đón nhận muôn màu muôn sắc của cuộc sống. Thế nhưng đâu đó vẫn tồn tại nhiều định kiến đối với cộng đồng LGBT. Vì hoàn cảnh gia đình, Vũ Cát Tường không thể nói lên nỗi lòng của mình với ba ruột. Dù mình đã sẵn sàng sống thật với bản thân, công khai cho công chúng, người hâm mộ mong đợi giọng ca Vết Mưa cùng ba ruột sẽ phá vỡ được rào chắn vô hình, có những định hướng tích cực trong tương lai. Sau 8 năm bước chân vào con đường nghệ thuật, Vũ Cát Tường đã có chỗ đứng nhất định trong làng giải trí. Về thời trang và âm nhạc, cô đều rất nhẹ nhàng, tinh tế và có cá tính riêng. Cái khoảnh khắc đầu tiên khi mọi người biết đến Vũ Cát Tường trên The Voice là lúc Tường đã cắt tóc rồi. Thật ra cái cảm giác mà lúc cắt tóc rồi, mình cảm thấy rất là nhẹ người. Nữ ca sĩ sinh năm 1992 thân hẹn trong cách ăn mặc. Cô không bị lạc sang những phong cách khác, nhưng vẫn rất đơn giản, tinh tế, không kém sự nổi bật, phá cách đầy ấn tượng. Dù đã thoải mái công khai chuyện cá nhân, sống với chính mình ở ngưỡng tuổi 30, nhưng Vũ Cát Tường vẫn còn đau đáu nỗi niềm khó mở lời cùng người thân. Giọng ca gốc An Giang đã ấp ủ bao khát khao được ba ruột thấu hiểu, thoải mái để tìm kiếm hạnh phúc. Ngoài ra, Vũ Cát Tường khuyên những người thuộc cộng đồng LGBT hãy thừa nhận xu hướng tình cảm khi bản thân thật sự sẵn sàng. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.